Sinh nhật đặc biệt, sinh nhật ăn mì. Mà ăn mì trời mưa vậy nó ấm lắm á. Thế này mới ăn mì mới chính xác. Là ý tưởng ăn mì của tụi mình là thành công đúng không? Đây là sinh nhật đầu tiên của mình. Lần đầu tiên mình được ăn mì với mấy bạn ấy với trời mưa nữa hả? Lần đầu tiên là bạn nhớ á. Bạn nhớ. Trời ơi. Bởi vì nãy mình đứng chơi luôn phải không? Lần đầu tiên mình ăn mì. Mình thấy cũng bự.